Hello mọi người nha. Mấy ngày nay bệnh nằm ở nhà cũng buồn quá. Cũng không có đi quay video hái thuốc gì hết cho mọi người hết. Tôi nằm suy nghĩ ra cái trò của con nít làm cho nó hài hước, nó vui xíu. Thì mọi người cái gì mọi người ủng hộ nha. Này là trò cởi đại bàng, cởi thử con đại bàng nha, thì nó cũng hài hước chút xíu, ảo tưởng xíu, thì mọi người ủng hộ coi xem giải trí xíu nha, cái mang tính cũng như ảo ảo xíu, rồi mời mọi người cùng xem nha, mình cởi đại bàng nha.